Ok hello anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Như anh em cũng đã biết là hai ngày trước thì chúng ta có một cái update mới, phải nói là update khá nhiều, big update. Trong đấy thì có thay đổi một số thứ liên quan đến cơ chế game cũng như là cơ chế ghép đồ. Thì đặc biệt là cái cơ chế ghép đồ thì phải nói là thay đổi khá là nhiều. Tôi thì tôi không biết các anh em xem kênh như thế nào, nhưng mà đa phần các anh em có trao đổi với tôi ấy, và trao đổi với tôi cụ thể ở đây là chính bản thân tôi cảm thấy rất là bỡ ngỡ, hoang mang trước cái update này. Update nó thay đổi, phải nói là nếu mà tôi làm cái người mà chơi cái trò này lâu năm ấy, là tôi nghỉ khoảng 1-2 ngày thôi, sau đó tôi quay trở lại cái lúc mà trước update ấy, sau đó thì tôi nghỉ 2 ngày, sau update tôi quay trở lại, tôi thấy cái game này hoàn toàn nó là một cái game mới, thay đổi rất nhiều, đặc biệt là cái ghép đồ. Ghép đồ phải nói là rất là khó để có thể là tiếp cận lại. Phải mất khoảng 5 game tôi mới coi như là nắm rõ được cái cách ghép đồ trong cái phiên bản mới này anh em ạ. Nhưng mà cái cách ghép đồ đấy nó mới chỉ là cơ bản thôi. Đó là chúng ta ghép được một cái món đồ nào, chúng ta ghép ra bằng những cái món đồ gì thì nó là cái cơ bản thôi. Còn ghép cái món đồ đấy nó có hợp với cả đội hình không, và cái sức mạnh của món đồ đấy thì thực ra 5 game chưa thể biết được đâu, mà còn phải chơi rất nhiều đấy. Thế là thôi, trong cái clip này nhá, thì nói chung là vắn tắt lại update, tóm tắt lại update này. Nhận định update đi, tóm tắt lại update cũng như là những cái nhận định riêng của cá nhân tôi về cái update này. Đấy, còn chơi thế nào cho nó gọi là ngon nghẻ thì cũng chưa biết được anh em nhá, chưa biết được đâu, chúng ta chỉ thử thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Anh em cùng tôi sẽ tìm hiểu qua một cái con game lên một cái trận đấu đi. Đấy, còn cái về sau cái sức mạnh của những cái món đồ cũng như là sức mạnh của đội hình thì cái đấy thì chúng ta về lâu về dài chúng ta sẽ đánh giá nhá anh em nhá. Còn bây giờ thì chưa đánh giá nào đâu. Thế nên là anh em cũng đừng có quá nhiều vào xem cái clip này mà rồi là coi như là cho nó thành beta, thì tôi nghĩ là cũng không phải nhá. Nhưng anh em cứ thử đánh giá xem nó như thế nào anh em nhá. Đánh giá thử xem. Rồi. Thì cái món đồ mới thì hiện tại thì tí nữa chúng ta sẽ ghép dần dần, chúng ta sẽ tính sau nha anh em nhá. Những có món đồ sau những cái rau quái này chúng ta tính sau. Nhưng mà cái quan trọng này là như này. Phải chia sẻ với anh em là cái update mới này nó có một cái nó thay đổi mà nó ảnh hưởng đến cái con game này nó rất nhiều. Đó là cái gì nhở? Ui giời. Ảnh phẫn nộ. Ui giời, ảnh phẫn nộ. Ảnh phẫn nộ là cái con tướng mới. Lên được 2 sao rồi, ngon đấy. Bỏ này ra, ok, cho súng vào. Súng cái đám to này. Đồ này tôi nói thật là bây giờ tôi đến bây giờ tôi vẫn chưa nhanh được đâu. Tôi vẫn phải xem nào. Nó ghép cái món đồ gì bằng cái gì ấy. Anh em ạ. Dã man. Mất khá nhiều thời gian vào cái việc này. Ui, đối thủ áp cấp rồi. Nhưng mà vẫn ăn được, khỏe nhờ. Căn bản này con tướng mới ấy, cái con ảnh phẫn nộ nó có một cái chiêu đầu tiên ấy là lúc vào game là nó đã tung trưởng được luôn rồi, sau đó stun đối thủ, khống chế đối thủ luôn, sau đó swap đối thủ sang cái vị trí ở cái con này, đứng ở vị trí con này, swap ở cái phía đối diện thôi. Anh em nhá, cơ chế con này ấy, thì nhiều anh em sẽ hỏi là cái cơ chế swap con này nó như nào, thì nó rất đơn giản, nó như là con Rubik thôi. Đấy, đối thủ đứng ở bên cái vị trí ở bên phía đối diện nhá, theo cái hàng chéo. Đấy, ở trung tâm, cái đường chéo trung tâm. Ở cái tâm của bàn cờ ấy, anh em cứ vạch cái đường chéo ra thì nó đứng ở cái phía bên đối diện. Anh em nhá. Đấy. Đứng giống như con Rubik cấp chiều ấy, anh em cứ cấp chiều con Rubik như nào thì cái con ảnh phẫn nộ này anh em cũng như thế. Grand Herald, sorry anh em, Grand Herald, tôi cứ quen đọc cái tên Dota. Thì cái con này nó ở bên Dota nó là con VS. VS anh em nhá, nhưng mà thôi tôi sẽ đọc theo tên tiếng Việt, và ở trong cái phiên bản này thì nó sẽ là ảnh phẫn nộ. Up cấp luôn nhỉ? Rau này ok. Cũng được. Ba tia cho con thỏ này không mạnh đâu. Cho con cung đen mạnh hơn anh em ạ. Con cung đen sau update nó tăng được sức mạnh của con cung đen này lên, tăng đam, tăng tốc đánh. Đưa cho con cung đen nó mạnh hơn.
Đấy, cái con tướng mới thì cũng không có gì nhá anh em nhá. Không có gì nó khó cả. Nó chỉ là đổi vị trí thôi. Đổi vị trí cho một cái con đứng ở cái phía đối diện, đối xứng qua cái tâm của cái bàn cờ. Đấy. Thế cho nhanh nhá anh em nhá. Đối xứng qua tâm bàn cờ thì nói chung ý, nói tóm lại là nó sẽ giống cái con Grand Herald cấp chiêu. Đó. Nó sẽ đổi cái con, cái vị trí cái con đối diện sang. Và cái con đấy có một cái lưu ý là như này. Không biết có phải là lỗi không, lỗi game không, nhưng mà tôi chơi một vài game ấy thì cái con ảnh phẫn nộ này nó không có swap được con cáo. Còn những cái con nào mà tôi chưa phát hiện ra, nhưng mà cái con cáo ấy, cái con khác thì tôi chưa biết nha anh em, nhưng riêng con cáo thì nó sẽ không có swap được. Đấy, anh em có thể thử nhá, anh em test nhá. Còn những cái con khác thì có thể swap được. Và đặc biệt ở đây nó có một cái lợi thế rất hay. Đấy là khi nó swap lại ấy, thì nó sẽ swap cả những cái con có blink. Có nghĩa là đứng ở tại vị trí nhá. Đây như cái vị trí này mà nếu mà nó swap được cái con đứng ở cái vị trí cùng với vị trí này. Anh em để nhá. Nếu mà có một cái con nó đứng ở cái vị trí đúng với vị trí đấy mà nó swap lại ấy, thì kể cả cái con đấy có blink nhá, nó cũng sẽ bị swap luôn. Và sau khi nó swap thì nó sẽ stun luôn. Có nghĩa là cái con có blink ấy, nó sẽ không blink được và nó sẽ bị stun trong vòng cụ thể ở đây là 2 giây ở level 2 nha anh em nhá. Thì nó sẽ là 2 giây đứng im đấy. Và trong 2 cái giây đứng im đấy thì nó sẽ bị những cái con mà đứng gần ấy ở trong tầm bắn của quân ta nha anh em nhá. Nó sẽ focus vào, có nghĩa là nó sẽ ưu tiên bắn cái con mà bị stun, bị swap ấy. Nó sẽ rất hay cho những cái chiến thuật trong game. Đấy, tôi điểm qua một vài chiến thuật, ví dụ như là bắt co địch nhá. Bắt co địch cũng rất hay. Ví dụ như là chúng ta tìm được một cái vị trí của con co địch, chúng ta để con ảnh phẫn nộ này, nó swap lại co địch, sau đó thì nó sẽ stun luôn co địch, khiến cho co địch nó sẽ bị stun trong vòng 2 giây. Và 2 giây đấy nó không có làm được cái gì nhá, nó đứng im luôn. Nó khác với cả cái này nhá, nó lại có một cái mà tôi phải nhận xét là như này này. Là nó rất hay. Và nó khác với cả cái cấm đánh. Cái cấm đánh nhá, bây giờ anh em ghép được cái cấm đánh, nó cũng là stun cấm đánh 2 giây đúng không anh em? Cấm đánh 2 giây ở level 1 và ở level 2 là cấm đánh 5 giây với món lô cam. Tuy nhiên là cấm đánh đấy nó kém hơn cái con VS này ở một cái này. Là ở trong đội hình của anh em ấy có cái con VS ấy. Thì cái con VS đấy vào một cái là anh em có thể chọn được mục tiêu. Anh em chọn được mục tiêu để có thể swap và stun coi như là phế luôn một cái con co địch anh em nhá. Trong khi đấy cái cấm đánh ấy thì nó lại khác cơ chế ở một cái là nó sẽ cấm đánh cái con có đam to nhất. Tuy nhiên chưa chắc cái con co to nhất ấy, đam to nhất nó đã là cái con mà là cái con co của tướng địch đâu. Tôi ví dụ như cái meta hiện tại ấy, là có cái con cái bộ assassin, 6 assassin anh em cũng biết ấy, là trong cái bộ 6 assassin nó hay kẹp cái cọc vào đúng không anh em? Hoặc là có thể là ở level 10 nó sẽ là có những cái con như này này. Tôi ví dụ trong cái bộ 6 assassin nó có cái con gấu assassin là cái con co nhá. Thì trong cái bộ 6 assassin ấy nó sẽ có một cái con, nó là cái con ngộ không, là hay kẹp ở level 10. Và ngộ không 2 sao ấy, ngộ không 2 sao hoặc là có một cái con nữa là cái con hay kẹp là cái con Khan, là kẹp cọc ở level 10. Thì hai con ngộ không và con Khan ấy, khi con Khan ấy nó lên 3 sao hoặc con ngộ không nó lên 2 sao ấy thì đam của nó sẽ to hơn cái con gấu assassin nhá anh em nhá, cái con Ember Blade ấy. Mà cái con Ember Blade khi mà đam của nó bé hơn con khi mà đam của nó bé hơn cái con ngộ không hoặc là bé hơn con Khan ấy thì chắc chắn là cái cấm đánh ấy nó sẽ cấm đánh vào cái con Khan hoặc cái con ngộ không, dẫn tới cái việc là cái con gấu assassin nó sẽ không bị cấm đánh và nó sẽ thoải mái nó đấm ở trong combat và nó sẽ không bị cấm đánh ở cái thời điểm đầu game 5 giây đầu tiên nhá anh em nhá. Kể cả anh em có món đồ cấm đánh cam anh em cũng không cấm đánh được nó. Đấy, cái lý do là như thế. Thế nên là cái con VS này anh em thấy không? Tôi vừa đặt ở cái vị trí ở đây, vị trí ở đứng ở vị trí của cái con quái to và nó swap luôn cho cái con quái to. Tức là chúng ta chọn được cái con mà chúng ta có thể khống chế vào giai đoạn đầu game. Cái này rất hay. Khi mà chúng ta chọn được con khống chế ở giai đoạn đầu game thì ví dụ như những cái bộ như là 6 assassin hay là những cái bộ như là những cái bộ mà chúng ta cái cấm đánh nó không phát huy được cái sức mạnh của cái cấm đánh thì cái
cái con VS này này, cái con ảnh phẫn nộ này nó sẽ thực hiện được cái điều đấy. Tôi chỉ đơn giản như cái bộ mà kể cả là cấm đánh vào trúng con gấu assassin hay là cái con cáo nó là co đi, cấm đánh đúng một cái con mà có cái đam to nhất là con cáo hoặc con gấu assassin đi, nhưng cái con đấy nó sau khi nó tung trưởng thì nó vẫn có thể chém bình thường. Đấy, con gấu assassin nó nhảy một cái là nó có thể chém bình thường, con cáo nó lăn một cái là nó có thể lướt nó chém bình thường mà nó không bị ảnh hưởng bởi cái cấm đánh. Thì rõ ràng là cái việc là cái con ảnh phẫn nộ này nó chọn được cái đối tượng để nó stun đầu game nó rất hay đấy nhá. Đấy là cái hay của cái con tướng mới, nó cho một cái con tướng và tôi phải nói là rất lâu rồi mới có một cái con tướng mà nó ảnh hưởng đến cái chiến thuật nhiều thế. Kể từ khi mà cái con Grand Herald nó ra thì cái con này tôi phải nói là cái con thứ hai. Cái vai trò của nó và cái con Grand Herald nó gần như là nó tương đương nhau trong cái việc counter đối thủ. Counter bắt co cũng như là sức mạnh chiến thắng bằng cái việc là xếp bài thì nó rất là ảnh hưởng. Đấy. Đấy là cái nhất định ban đầu của tôi về cái con tướng mới. Còn cái con tướng mới này thì chúng ta sẽ nhận định sau về những cái đội hình mà cái con tướng mới nó sẽ có mặt ở trong cái đội hình nào thì nó sẽ mạnh thì chúng ta sẽ nhận định sau nhá anh em nhá. Còn tạm thời thì tôi có nhận xét là như thế này, chúng ta có một cái bộ wick đúng không? Chúng ta có một cái bộ wick, bộ 4 wick là một cái bộ mới. Thì cũng tóm tắt lại cho các anh em mà mới chơi hoặc là chưa biết hoặc là chưa tham gia vào cái update mới, chưa chơi trận nào thì tóm tắt qua một chút về cái bộ wick. Cái bộ wick ấy bây giờ nó không có kích hoạt được một con như trước. Ngày trước ấy thì một con wick nó sẽ phế được cái demon của đối thủ, những cái con demon của đối thủ sẽ bị phế, và hai con wick sẽ làm cho những cái con demon ở bên quân ta, chúng ta có thể chơi nhiều các cái con demon khác nhau. Đấy. Thì nó sẽ vẫn giữ được cái bộ demon mà không bị mất cái hiệu ứng demon. Bình thường là nếu chúng ta chơi hai con demon khác nhau thì chúng ta sẽ bị mất cái hiệu ứng demon, nhưng mà khi chúng ta có hai con wick thì chúng ta sẽ không mất cái hiệu ứng đó. Còn sau update thì nó sẽ như thế này. Khi anh em có hai con demon ấy, hai con wick. Anh em có hai con wick nhá thì anh em sẽ có cả cái hiệu ứng thứ nhất và cái hiệu ứng thứ hai ở trong cái trước update. Tức là anh em vừa có khả năng là kích hoạt được chơi được nhiều con demon. Các cái con demon ấy anh em sẽ chơi được và không bị phế cái hiệu ứng demon khi mà anh em có hai con wick. Đấy. Và cái thứ hai là anh em sẽ phế được cái con demon của đối thủ, team đối thủ. Thì anh em sẽ phải có hai con wick nha anh em nhá. Thì anh em sẽ làm được cả hai cái điều đó. Trước thì cũng là hai con wick thì sẽ làm được điều đó, nhưng mà chúng ta bây giờ ấy, chúng ta có một con wick thì chúng ta sẽ không có kích hoạt được cái hiệu ứng wick anh em nhá. Đấy là cái thay đổi trong cái bộ wick này. Đấy, còn bây giờ chúng ta thêm một cái kích hoạt nữa là kích hoạt 4 con wick. 4 con wick thì sao? 4 con wick thì toàn bộ tất cả những cái con cờ ấy, bất cứ là ở trong cái tộc nào, bất cứ là ở trong cái hệ nào thì cũng là chuyển thành là cái bộ demon hết anh em nhá. Tức là anh em có ở trong tộc God này, hay là anh em ở trong tộc Ep này, ở trong tộc Ego Seed này. Đấy. Là anh em tất cả đều là có hiệu ứng demon hết của tất cả các con bài. Đấy, con bài nào cũng được cái hiệu ứng demon. Có nghĩa là như nào? Có nghĩa là khi mà đấm thường ấy, đấm thường nó sẽ có hiệu ứng là đam thuần. 50% đam sẽ chuyển thành đam thuần và ăn thẳng vào máu luôn chứ không bị trừ bởi giáp. Đó chính là cái hiệu ứng của cái bọn demon này. Thế thôi. Còn cái này nó có một cái hay ấy, là khi mà anh em kích hoạt được 4 wick ấy, anh em xây dựng được cái hệ 4 wick thì những cái con tướng mà nó có cái đam kỹ năng ấy, cái skill của nó là tung trưởng ấy, nó cũng sẽ được chuyển thành đam thuần nha anh em nhá. Ví dụ như là con máy bay, nó là bình thường cái trưởng thả bom của nó ấy, thả bom của máy bay, thả tê lửa của máy bay nó là cái đam phép, thì bây giờ nó sẽ chuyển thành đam thuần nha anh em nhá. Đam thuần, hai quả tên lửa xuống đều là đam thuần hết. Xuyên, tức là xuyên kháng phép luôn. Ăn thẳng vào máu luôn nha anh em nhá. Ăn thẳng vào máu luôn. Đấy, cũng như là cái con ví dụ khác là con bom chẳng hạn thì là đam vật lý. Đấy, bình thường nó là đam vật lý, nhưng mà khi mà anh em đưa cái con bom ấy vào trong cái bộ 4 wick thì con bom nó cũng sẽ thả một cái quả bom và gây ra sát thương thuần. Nó rất là hay ở cái chỗ là ngày trước ấy, con bom ví dụ như đánh ở những cái bộ như là bộ đánh với cái bọn Warrior 9 Warrior hoặc là đánh với bộ bộ 6 Align thì
cái con bom nó gây đam nó không được nhiều. Khi mà gặp những cái con giáp to, nó chỉ mạnh với những cái bộ giáp bé như là bộ beat hoặc là mấy cái bộ mét thôi. Nhưng mà khi mà đánh với những cái bộ giáp to như là cái bộ Lai hoặc là bộ bộ Warrior ấy, thì cái con bom ấy nó không khỏe cho lắm. Thì bây giờ khác, bây giờ chúng ta kẹp 4 wick vào thì con bom, cái đam nó rất to, nó xuyên giáp luôn anh em nhá. Đấy, cái hay của nó là cái chỗ đấy. Và chúng ta có một cái thay đổi về đam kỹ năng của từng con tướng ở trong game. Đặc biệt là những con 5 tiền là những con mà gây đam kỹ năng rất là mạnh. Và bây giờ những cái đam kỹ năng đó nó chuyển thành đam thuần nha anh em nhá. Ăn thẳng vào máu luôn và không bị trừ bởi kháng phép hay là không bị trừ bởi giáp, nó rất là mạnh. Đấy, và kết hợp với cả bom thì tuyệt vời luôn. Kết hợp với cả bom tức là 4 wick này, kết hợp với bom này, kết hợp với bom rồi kết hợp với cả cả máy bay, rất khỏe. Rồi ok, nói đến đây thì chắc là các anh em cũng đã hiểu được về con tướng mới, ảnh phẫn lộ cũng như là cái bộ wick rồi đấy. Anh em cũng có thể lắm được gọi là sơ sơ rồi. Ok, trong cái bài này tôi đang xây dựng là theo cái bộ 4 wick anh em nhá. Cái bộ 4 wick để chúng ta xem cái sức mạnh của cái bộ mới nó như nào nhá. Và đang kết hợp là với ẹp. Còn tại sao lại kết hợp với ẹp thì tí nữa giúp tôi sẽ nói. Rồi tôi tính xem là round tiếp theo gặp cái thằng nào. Vậy là chưa gặp Rito 51, chưa gặp Rito 51, chưa gặp hỏi chấm, chưa gặp hỏi chấm Rito 51 và thằng top 1, thằng chữ Trung Quốc chưa gặp. Ok. Rồi. Rito 51 gặp luôn, hay quá. Hay quá, hay quá. Ôi nhưng mà chắc không thắng được. Thằng này 6 Hunter thì chắc là tôi thua thôi. Thôi đỡ mất máu anh em ạ. Hỏi chấm thì out rồi. AFK out game. Hỏi chấm AFK out game. Còn thằng Trung Quốc đang top 1 khá khỏe. Tại sao chúng ta lại xây dựng cái con đường là ẹp thì tôi cũng xin giải thích ở đây. Là ở trong cái bộ wick ấy, tại sao tôi lại xây dựng bộ ẹp? Thứ nhất là trong cái bộ wick này này, bộ 4 wick đúng không? Chúng ta có 4 con wick thì khi mà chúng ta chơi 4 wick ấy là chúng ta sẽ phải kết hợp với cả hai con wizard. Có nghĩa là chúng ta mất 5 con rồi. Đấy, chúng ta mất 5 con rồi. Và nếu mà chúng ta chơi một cái bộ nào đấy mà có là kích hoạt đủ 6 con ấy thì anh em biết rồi đấy, là chúng ta sẽ phải thêm 5 con nữa, đúng không? Vì chúng ta có huy giạt rồi nên chúng ta sẽ thêm 5 con nữa. Có nghĩa là chúng ta sẽ phải mất 10 con. Chúng ta mất 10 slot. Thế nếu mà chúng ta đủ bộ ấy, chúng ta sẽ phải mất là ở level 10 chúng ta mới đủ bộ. Vì thế nên chúng ta sẽ phải chọn một cái đội hình mà chúng ta chỉ cần chơi, chúng ta form ở 9 thôi. Chúng ta form ở 9 với một cái đội hình mạnh ở 9 là được rồi. Còn nếu mà chúng ta lên 10 chúng ta mới form được đội hình thì rõ ràng là cái việc lên 10 không phải trận nào cũng lên được. Và cũng như là cái việc lên 10 nó rất khó. Phải nói thật là như thế đi. Nhá, trừ khi mà anh em eco kiểu là eco này xong rồi lại có chuỗi eco. Sau đó rồi thì anh em có nhiều tiền, không ai phá chuỗi của anh em cả và anh em up được lên 10 ở round thứ 26. Sau đó thì thậm chí là có thể là round thứ 23 nếu mà anh em ra được gấu đẻ các thứ thì eco lại còn đẻ gấu được nữa thì round 23 là có thể lên được 10 rồi. Đấy, nhưng mà chơi 10 trận thì được bao nhiêu trận như thế thì tôi cũng không biết nhá. Và đặc biệt là càng lên cao thì anh em càng lên cao anh em càng khó chơi kiểu thế. Một trận thôi có thể có 2-3 ông phá chuỗi của chúng ta là bình thường. Đấy, vừa gặp round trước có thằng phá chuỗi xong, round sau lại thấy có thằng bỏ cờ ra lại phá chuỗi tiếp lần nữa. Đấy, anh em xác định eco nhưng mà cũng không eco được đâu. Đấy. Thế nên là cái việc mà form 7 ở 10 thì thôi tôi nghĩ là bỏ đi nhá. Bỏ đi mà làm người. Thế cho nhanh. Chúng ta chỉ chơi những cái đội hình ở 9 thôi. Nên nếu mà chơi ở 9 thì sao? 4 con wick, đúng không? 4 con wick kết hợp với cả hai con wizard. Tư duy nhá, đây là tư duy thôi. Về mặt gọi là đội hình rồi đã. Thì tức là chúng ta có 5 con rồi. Vậy là chúng ta chỉ được thêm 4 con nữa thôi. Đấy, vậy là 4 con nữa. Làm thế nào để thêm 4 con nữa và để được đội hình thì rõ ràng là phải có, trong cái đội hình đó là phải có 2 con, nó phải kẹp theo, kèm thêm là ở trong cái dính với cả cái tộc hệ của những cái con wick rồi. Thì trong hai cái con wick ở đây thì có 3 con wick đúng không? Thì trong hai con wick thì có một con là ảnh phẫn lộ là có Aegis.
Đấy, còn cái con còn lại là con Tabu Witcher là trong trong cái tộc ẹp. Thì rõ ràng là chúng ta có thể kết hợp với cả Exit và có thể kết hợp với ẹp để chúng ta có thể chơi được ở cái level 9, tức là 9 con. Đấy, nhá anh em nhá. Đấy, tư duy nó là như thế thôi. Tức là chúng ta chỉ cần là biết được là chúng ta chơi 9 con và sau đó chúng ta tư duy theo kiểu lối tư duy ngược đấy. Tức là khi mà chúng ta biết được là chúng ta chơi ở 9 con mạnh thì chúng ta suy ra được là chúng ta cần những cái con gì. Và ở đây thì chúng ta cần nó là cái bộ ẹp và cái bộ Exit nha anh em nhá. Đấy, còn cái con Fallen Witcher thì nó chỉ có ở trong tộc Demon thôi, cũng như là tộc Witch thôi, thì nó không có cái gì cả. Thì chúng ta còn một cái cách kết hợp nữa là kết hợp với toàn Demon thì thôi. Tôi nghĩ là cái bộ đấy thì nó khá mỏng, thì chúng ta bỏ qua đi. Và trước đây thì chúng ta cũng có thể làm một cái điều đấy. Và nói thật là nếu mà chúng ta cái hiệu quả của cái tộc 4 Witch này, đây nha anh em nhá, đủ bộ 6 ép này. Rồi ok, ví dụ như trong cái trận đấu này tôi xây dựng cái bộ 6 ép đi, và khi chúng ta lên 9 chúng ta đủ bộ. Đây nhá, đây là đủ bộ đấy. Thì anh em thấy đấy, là khi chúng ta đủ bộ thì tất cả những cái con ép này nó sẽ biến thành con Demon, và nó sẽ được hưởng cả cái tộc Demon và cũng như tộc ép nhá anh em nhá. Thì nó hay ở cái chỗ là chúng ta có được 4 Witch thì chúng ta sẽ có hưởng cái hiệu ứng Demon tất cả các cái đội hình đấy. Nhưng mà nếu mà chúng ta bây giờ chúng ta vừa nãy chúng tôi có nói là có cái con Fallen Witcher đi, và chúng ta có thể chơi được ở cái bộ gọi là kết hợp với cả Demon đi nhá, là chúng ta thêm Demon vào nhiều thôi, chúng ta cũng ở level 9 chúng ta cũng form được cái bộ này 4 Witch với cả toàn Demon. Tuy nhiên là nó có cái tác dụng gì khi mà vốn dĩ là cái bộ Witch nó đã biến những cái con còn lại thành Demon rồi, thì bây giờ chúng ta lại nhặt thêm những cái con Demon vào nữa thì bằng hòa. Thế nên là thôi thì chúng ta bỏ đi, bỏ qua cái bộ Demon đi. Chúng ta chỉ quan tâm đến cái bộ Exit là nó dính đến cái con ảnh phẫn nộ, và cái bộ ẹp là nó dính đến cái con Tabu thôi anh em nhá. Đấy, thì hai cái bộ này thì tất cả những cái con ẹp và tất cả những con Exit nó đều biến thành con Demon hết, và hưởng hiệu ứng đam đánh tay của Demon, tức là được cộng 50% đam ăn thẳng vào máu luôn. Đó, rất hay. Và một cái hệ thì nó thiên về là phòng thủ, và một cái hệ thì nó thiên về tấn công. Đấy, ví dụ như là đây là chơi ẹp thì nó thiên về phòng thủ nhiều hơn. Nó sẽ có hiệu ứng là né tránh cho mỗi cái con cờ. Đấy, kể cả là cái con có hưởng tộc Demon thì nó vẫn được hưởng tộc ẹp. Nó rất hay. Đấy, anh em thấy không? Là bọn nó vẫn chém chuột tôi như bình thường. Ngoài ra những cái con cờ bình thường, ví dụ như cái con cây kia, Whisperseer kia là đấm cũng là đam Demon luôn đấy anh em ạ, chứ không phải là chỉ là đam vật lý đâu. Tôi đã đánh xuyên giáp rồi đấy, đam rất to. Ngoài ra thì nếu mà anh em kết hợp với bộ Exit thì nó thiên về tấn công hơn, có nghĩa là nó hoàn toàn nó là đam. Đây rồi, vào cuộc xếp. Anh em nhìn thấy là con Kalong, nhưng mà không nha anh em nhé, không chơi Kalong. Chúng ta lên 10 chúng ta kẹp được, tôi sẽ kẹp thêm con, đó chính là cái con rồng này, cái con rồng mập. À, rất hay. Tôi nhận thấy là cái con rồng mập này nó chúng ta sẽ thêm được khống chế là một. Thứ hai là cái khác của cái con rồng mập này này. Tí nữa ấy, tôi sẽ cho nó kết hợp với cả combo của con Grim. Chúng ta sẽ có kết hợp giữa Grim chóc này, quẹt mực này, sau đó thì thỏ bắn này, thỏ tung trưởng này, và cái con rồng mập này, này nó cũng sẽ tung trưởng vào cái combo đó, và nó sẽ tạo thêm nhiều cái khống chế hơn cho tôi. Và bản thân là cái con thỏ này khi mà nó tung trưởng ấy thì nó cũng sẽ là đam thuần nha anh em nhá. Cái mũi tên con thỏ này nó gây đam thuần nó sẽ là rất là khỏe đấy nhá. Bình thường nó đam phép nó đã khỏe rồi, bây giờ đam thuần thì nó lại còn khỏe hơn nữa anh em ạ. Đam rất to. Có khi là nhiều khi là đấy, anh em thấy thỏ một thôi mà bắn một phát là đã lửa cây máu con súng rồi. Mà nếu mà lên thỏ 2 ấy là một phát chết một con luôn. Rất kinh đấy. Đấy là combo đẹp một phát là bắn một phát là toàn bộ đội hình chết luôn đấy chứ. Rồng mập cũng thế, đam bây giờ cái con rồng mập này nó lại chuyển thành cái đam phép của cái khạc độc của nó là chuyển sang thành là sát thương thuần rồi, trừ máu theo giây, mà mỗi giây là anh em biết rồi đấy, 300 máu thì là 5 giây là 1500 máu, là con nào cứ 1500 máu là chết luôn. Đấy, không bị trừ giáp mà. Không bị trừ bởi giáp, không bị trừ bởi phép, rất khỏe. Kháng phép mà không có cái hiệu quả trong cái việc là giảm trừ của những cái trưởng của những cái con mà ở trong cái tộc hệ mà được kích hoạt bởi bốn cái con Witch này anh em ạ. Nó rất khỏe. Đấy, anh em thấy không? Con cáo kìa. Nó sâu quá, một cái con cáo mất lửa cái máu luôn. Ui, kinh chưa? Mà thì đéo nào swap một con cáo nhở? Bây giờ tôi mới nhớ ra. Ồ, hay đấy nhở.
Bình thường là nếu mà chúng ta để vị trí là swap con cáo là không swap được đâu nhá. Đấy, nhưng mà nếu mà chúng ta để ở cái vị trí khác thì nó lại swap được con cáo. Thế như vậy, thế là mình gọi điền. Anh em thấy con cáo nó ở phía dưới không? Đấy, nhưng mà tôi để cái con đấy cao ở phía trên mà nó vẫn swap được con cáo. Ảo thật sự luôn. Như nào đây? Ở đây chúng ta có thể up cây 3 bằng việc là chơi 4 wick nhưng mà không được anh em ạ. Thế thì không có slot, không có slot bởi vì ở trên bàn cờ toàn ép thôi. Nếu mà chơi 4 wizard nhưng mà bây giờ kích hoạt 4 wizard để cho con cây này lên 3 thì chúng ta sẽ bỏ kha khá ra đấy. Không đủ anh em ạ. Vì nó còn kích hoạt cả wick kết hợp của ép nữa nên là không chúng ta bắt buộc chúng ta phải kiếm thêm một con druid thôi. Còn bây giờ không đủ slot để bỏ ra đâu. Bỏ ra để chỉ có kích hoạt một tộc hệ ở trên bàn cờ thì khó lắm. Nên là thôi. Trứng à? Rôn sâu một tí anh em nhá. Kiếm cái con druid. Thôi từ từ anh em ạ. Dừng lại ở 37 tiền thôi. Ghép cái cốc thánh này cũng được này. Cái chén thánh này nó cũng sẽ giúp cái hiệu quả tăng hồi máu, cũng như là giúp hồi máu cho cái con mà mất ít máu. Nói chung là tôi bây giờ tôi cũng đồ, tôi cũng chưa biết là ghép như nào cho hiệu quả đâu. Tôi cứ thấy được cái gì ngon thì tôi ghép thôi. Ok, nhưng mà cái chén thánh thì tôi nghĩ là nó ngon đấy. Ăn được không? 6 Warlock à? 6 Warlock. Chơi 6 Warlock à? 6 Warlock Kira, 6 Warlock Kira. Anh em thấy mạnh không? Ăn luôn 6 Warlock Kira, ăn luôn đấm. Đây rồi. Đấm khá là thấm đấy. Bởi vì tất cả những cái con tường bây giờ ấy, nó đang thuộc cái tộc Demon hết anh em ạ. Kích hoạt Demon nên là đánh nó được hưởng thêm 50% sát thương thuần, rất khỏe. Tôi đang tính là ghép cái giáp băng nữa nhưng mà để tiết kiệm anh em ạ. Từ từ đã. Round 30 xem ra cái món đồ gì rồi ghép sau. Giáp băng bây giờ nó không có cái hiệu ứng hút máu ở trong cái bộ giáp băng nữa. Cái giáp băng bây giờ nó chỉ đơn giản nó là có hiệu ứng là giảm cái tốc độ tấn công thôi của địch thôi. Chứ còn nó cũng không có tác dụng là hồi máu làm kỹ năng nữa, nên là từ từ đã. Bây giờ cái giáp băng nó lại không phải cái món đồ ưu tiên anh em ạ. Bít à? Liệu có thể ăn được cái bộ 6 bít này không? Không ăn được, 6 bít đẩy rất kinh. Nói chung là bít thì nó vẫn là gọi là thế lực đấy. Tôi thấy cái bộ beat là một trong những cái bộ mà chơi ở meta nào cũng chơi. Meta nào cũng có bộ beat, bộ beat hết. Không thấy một cái meta nào là thiếu vắng cái bộ beat này cả. Chưa thấy có bất cứ cái meta nào thiếu cái bộ beat. Bộ rất là gọi là ổn định. Giáp băng. Lấy luôn. Giáp băng ở level 1 bây giờ là nó cũng có cái hay. Đấy chính là nó có thể tỏa ra được ngay từ cái level 1 rồi. Nhưng mà level 1 thì có một cái là nó chỉ tỏa được có 2 ô thôi. Nó chỉ tỏa được sang xung quanh thôi anh em ạ. Phải đứng sát, phải đứng lên phía trên. Nếu mà anh em để ở phía dưới thì anh em sẽ không có được hưởng cái hiệu ứng của cái giáp băng này. Bắt buộc những cái con đấy nó phải đứng ở phía trên. Đấy, như ví dụ như quả vừa rồi là không được hưởng tí nào này. Phải đấm tay để có thể hóa này. Nếu anh em đứng sát ở phía bên kia thì anh em có thể hóa được. Đấy, xếp team bị lỗi. Ui, nó đẩy tôi. Bộ 9 hăng mạnh thế nhở. Mà nghe nói là bộ 9 hăng mạnh anh em ạ. Thôi chết rồi, còn có 12 máu. Nghe nói là cái bộ 9 hăng mới nó cũng khá mạnh. Đây rồi, có cái Berlin anh em ơi. Berlin ghép cho Grim nhá. Cây 3 này. Ok.
Sau này chắc chưa chết ở đâu nhở. Thôi cứ roll luôn anh em ạ. TB 3 cái cho nó yên tâm. Ui, ra là cái con ảnh phân lộ 3. Cái con ảnh phân lộ này có một cái hay nhá, là khi mà anh em swap ấy thì nó sẽ ưu tiên là tấn công vào cái con mà bị swap. Đấy, nó hay ở cái chỗ đấy. Nó sẽ ưu tiên tấn công, tất cả quân mình sẽ tấn công vào con swap trước. Đấy, tấn công trong cái tầm bắn là có thể tấn công vào con khỉ, anh em thấy không? Con khỉ nó sẽ bị đấm đầu tiên. Hay quá, ui. Ui, ăn được thằng này này, vừa lên nó đẩy tôi, bây giờ tôi ăn được này. Cái combo hiệu quả thật đấy. Con thỏ gây đam rất to. Với cả cái bộ này anh em thấy cái đam nó rất đều nhau nhá. Anh em nhìn cái đam của bọn nó ấy. Cái bảng đam anh em thấy ở bên cạnh, anh em thấy không? Đều nhau luôn. Con nào nó gây đam hết, chứ không phải chỉ riêng một mình con co đâu. Mặc dù là tôi dồn đồ cho con này nhá, con Fallen Witcher, nhưng mà đam anh em thấy không? Tất cả đều có, tất cả đều có đam luôn. Tất cả đều gây đam chứ không phải riêng một mình Fallen Witcher. Mặc dù là đồ thì dồn rất nhiều cho Fallen Witcher ấy, nhưng mà không, đam thì tất cả đều có phần. Vì tất cả đều có kế hoạch demon mà, nên là nó rất khỏe. Đam con nào cũng là demon hết nên là nó to anh em ạ. Có khi là vớ vẩn lại đam một cái con ảnh phân lộ 3 sao, con bây giờ dồn đồ cho ảnh phân lộ 3 sao khi còn đam còn to hơn ở Fallen Witcher ấy chứ. Đấy. Không, tí tôi thử cho anh em xem. Dồn đam cho ảnh phân lộ 3 sao đấm luôn còn to hơn cả Fallen luôn ấy. Có nhiều anh em ví dụ như chơi trong cái bộ Exorcist đi anh em. Là chơi ở level 10 là kẹp kẹp được con 7 vào đúng không? Thì kẹp luôn thêm cả con gì nhỉ? Con Exorcist Ranger, xong rồi cho đồ cho Exorcist Ranger bắn nó lại chả khỏe hơn à. Ui, hai quả trứng này. Hay quá. Một con nữa thôi. Ui, ra luôn. Ui giời, thế thì thôi anh em ạ, à, lại không phải chuyển đồ cho ảnh phân lộ nữa. Chơi Fallen luôn như còn gì nữa. Ở đây có con Sailing Assassin. Nhiều anh em sẽ chơi cái con Sailing Assassin này, nhưng mà thôi, tôi lên được cái con Fallen Witcher lên là thôi, tôi bỏ qua con này luôn anh em nhá. Bỏ qua con Sailing luôn, mà tôi lên trên, tôi kẹp thêm khống chế. Tôi lên 10 tôi kẹp thêm khống chế. Theo tôi đánh giá là thêm khống chế vào thì nó ok hơn. Đấy, còn anh em có thể theo cách chơi của anh em, anh em chọn con Sailing này làm co cũng được, nếu mà đưa được Sailing lên 2 nhá anh em nhá. Và theo tôi thì chúng ta chỉ cần một con thôi là được rồi. Chúng ta có Fallen 3 sao rồi thì chúng ta không cần Sailing nữa. Chuyển luôn anh em, Fallen 3 sao đam to rồi. Được đấy. Anh em thấy không? Khỏe đấy chứ. Bây giờ thằng nào qua đây được? Thằng nào qua đây ăn được tôi? Khó anh em ơi, tầm này bây giờ thì không thằng nào ăn được hết. Mạnh lắm rồi. Rồi lên 10 luôn. Round này lên 10 luôn. Vứt tiêu con rồng mập vào. Thằng 9 Hunter chưa gặp đúng không? Nguy hiểm đây. Khá là nguy hiểm. 9 Hunter. Round này gặp thằng 9 Hunter này. Xếp counter nó anh em ơi. Mày chết. 9 Hunter bây giờ mất khống chế rồi nhá. Ui rồi, combo đẹp thỏ với cả Grim. Ok, round này chắc ăn rồi. Hay quá, cắt chuyện luôn. Bạn ơi, ui sao bọn này bắn khỏe thế nhờ. Điêu thật. Co mới có 2 sao mà bắn. Ui hoa. Cung đen 2 sao bắn tín thật đấy. Căng thẳng. Hiện tại chỉ còn 3 nhà chơi với nhau thôi. Mà cái nhà Hunter thì là đáng lo hơn anh em ạ. Bộ ẹp mà, chúng ta chơi ẹp nên là chúng ta sợ Hunter hơn. Còn cái bộ Light thì không sợ lắm, bộ Light thì không sợ lắm. Bởi vì chúng ta là ẹp Demon rồi. Ẹp nó cũng đã gọi là hơi counter của Light rồi, sau đó chúng ta còn Demon nữa. Demon đánh xuyên giáp thì Light không sợ. Và chúng ta xếp counter, chủ yếu là xếp counter cái bọn Hunter ấy. Và chơi với bọn Hunter là phế được cái khống chế thì là chiến thắng anh em. Rồi chúng ta xếp counter làm nào, chúng ta đập chết con Medu nó không được hóa đá là xong. Và cái con ảnh phân lộ này nó có một cái hay ấy. Đấy anh em thấy không?
nó có một cái hay đấy chính là nó swap cái con Medu đứng ở hàng sau, rồi sau đó thì kéo ra đằng sau để cho cái con Tabu chơi nó có thể đập được, nó đập thẳng mặt được. Đấy, rất hay. Người ta kéo nó ra đằng sau. Và cái con Medu đấy kể cả đối thủ có trốn ở phía đằng sau ấy, không dâng lên cái hàng đầu tiên thì chúng ta vẫn có thể tiếp cận để chúng ta bơm mana nó, chúng ta đấm nó chết để nó không thể hóa đá được bằng cách là kéo ra đằng sau. Đấy, kéo ra đằng sau còn có một cái tác dụng nữa là cái con Medu nó sẽ không đứng ở giữa bản đồ. Chúng ta sẽ không quay những cái con tướng của chúng ta ở phía hàng trên ấy, nó sẽ không hướng mặt về vị trí con Medu. Đấy, nó mà không hướng mặt về vị trí con Medu ấy thì anh em cũng biết là nó sẽ không bị hóa đá đâu. Chính vì thế nên cái con ảnh phẫn nộ này nó rất hay đấy, rất ảnh hưởng đến cái mặt chiến thuật. Anh em để đúng cái vị trí con Medu anh em nhá. Thôi tôi ghép lốt cái món đồ này. Đây, để ở vị trí này. Chúng ta để đúng ở vị trí ô này thì con Medu nó sẽ bị swap sang đây, theo đúng cái hàng chéo anh em nhá. Con Medu swap sang đứng trước mặt con Medu, nó chính là con AM của tôi rồi, con full à, con Tabu chưa. Đấy anh em thấy không? Ui rồi. Thậm chí con Medu nó còn không thể tăng đầy mana được cơ. Xong rồi, có ăn ngủi không? Con cung đen nó bắn vẫn rất tín nhưng mà chỉ còn 9 móng thôi bạn ơi. U như nào? Chết chưa? Ui xui ui. Đấy, anh em thấy chưa? Anh em thấy cái tác dụng của con ảnh phẫn nộ chưa? Kinh không? Kéo cái con ra đằng sau xong rồi là tẩn luôn. Đấy, đấy là cái tác dụng của trận này, là đang ví dụ thôi. Tôi chỉ ví dụ là triệt tiêu con khống chế nha anh em nhé. Còn nhiều cái triệt tiêu hay hơn như là triệt tiêu con co chẳng hạn, cũng là kéo con co ra phía sau rồi hội đồng rồi anh em ơi. Càng, nói chung là cũng rất là căng đấy. Cho cái con này vào đúng là ảnh hưởng đến chiến thuật rất nhiều. Anh em có thể là ứng dụng vào những cái trận đấu của anh em nhá, xem là có gì hay ho có thể ứng dụng vào. Thế thôi. Còn tôi sẽ nói nhiều thêm trong những cái clip tiếp theo anh em nhá. Những cái về đội hình chúng ta sẽ test thử qua, xem là Wick còn chơi với những cái đội hình nào khác nữa. Thì hẹn anh em vào cái clip tiếp theo. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều nha anh em nhá. Bye bye.